Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nhân Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết nam giới đều cảm thấy mặc cảm, tự ti, e ngại, không dám đến các cơ sở để khám và điều trị xuất tinh sớm. Họ luôn lựa chọn các phương pháp điều trị tại nhà, đặc biệt là thời gian gần đây, nam giới truyền tay nhau về cách kéo dài thời gian quan hệ bằng kem đánh răng. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Nó có thực sự hiệu quả hay không? Hãy xem video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn những thắc mắc này. Những công dụng thực sự của kem đánh răng ít ai biết. Kem đánh răng là một trong những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ có công dụng đơn thuần là hỗ trợ làm sạch răng và tránh sâu răng hàng ngày cho con người, mà kem đánh răng còn được sử dụng làm mẹo vặt trong cuộc sống, dùng để vệ sinh làm sáng trang sức, loại bỏ vết ố trên quần áo, chén dĩa, thậm chí là được sử dụng như một loại chuyên dụng để giữ nếp tóc. Với các thành phần có chứa trong kem đánh răng, sản phẩm còn có tác dụng rất tốt trong việc xoa dịu vết ngứa do côn trùng cắn, làm dịu vết bỏng rát. Đặc biệt là khi mới đây người ta truyền tai nhau về việc kem đánh răng có công dụng thần kỳ giúp nam giới giải tỏa vấn đề chưa đi đến chợ đã hết tiền một cách hiệu quả. Theo đó, chỉ cần sử dụng loại thần dược này bôi lên cậu nhỏ của mình là có thể giúp kéo dài được cuộc yêu lâu hơn so với bình thường. Nhờ tính chất bạc hà có trong kem đánh răng hoạt động như một chất gây tê cục bộ, nó giúp cho cậu nhỏ chống lại tình trạng xuất tinh sớm, làm cho dương vật có thể cương cứng lâu hơn để kéo dài được thời gian quan hệ. Và theo bác sĩ khoa nam thuộc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong kem đánh răng hương bạc hà có chứa các axit amin cùng với chất làm sạch được chiết xuất từ bạc hà. Khi sử dụng kem đánh răng bôi vào dương vật của nam giới, nó có tác động đến dây thần kinh vì gây ra các chất kích thích, từ đó sẽ giúp cho cậu nhỏ của mình có thể kéo dài thời gian quan hệ và tăng khả năng cương cứng của mình. Theo bác sĩ Anh Tuấn, thì vùng quy đầu của nam giới rất nhạy cảm. Vì vậy, nam giới dùng kem đánh răng có vị bạc hà bôi lên bộ phận này sẽ nhanh chóng có cảm giác lạnh, tê. Đó là lý do có thể kìm hãm được việc xuất tinh, kéo dài thời gian lâm trận. Vậy cách chữa xuất tinh sớm tại nhà bằng kem đánh răng như thế nào là hiệu quả nhất? Đó luôn là một thắc mắc của rất nhiều nam giới khi có ý định sử dụng kem đánh răng như một vị cứu tinh hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm. Theo các chuyên gia cho biết, để kem đánh răng phát huy được tác dụng như một loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ, nam giới cần phải biết cách lựa chọn loại kem đánh răng phù hợp với mình. Bởi trên thị trường hiện nay có đến hàng trăm, hàng ngàn các loại kem đánh răng khác nhau và không phải loại kem đánh răng nào cũng có thể sử dụng để kéo dài cuộc yêu cho bạn. Chỉ với những loại kem đánh răng nên sử dụng đó chính là các loại kem đánh răng chứa nhiều bạc hà. Sau khi đã lựa chọn được loại kem đánh răng phù hợp, nam giới chỉ cần vệ sinh cậu nhỏ sạch sẽ rồi lấy một chút kem đánh răng đã chuẩn bị bôi trực tiếp lên cậu nhỏ. Tùy vào từng cơ địa của mỗi người mà kem đánh răng sẽ thẩm thấu và có tác dụng nhanh hay chậm. Chỉ cần đợi chờ trong khoảng từ 5 đến 10 phút là có thể lâm trận. Tinh chất bạc hà the mát lúc này đóng vai trò như một chất xúc tác gây tê cục bộ lên dương vật. Nó giúp cho nam giới điều trị xuất tinh sớm, cải thiện được thời gian quan hệ lâu hơn so với bình thường. Tuy nhiên, sau khi bôi kem đánh răng vào cậu nhỏ, nam giới cần phải vệ sinh cậu nhỏ sạch sẽ trước khi quan hệ để không làm ảnh hưởng đến âm đạo của nữ giới. Mặc dù phương pháp sử dụng kem đánh răng giúp kéo dài thời gian quan hệ khá là hiệu quả cho nhiều nam giới, tuy nhiên, việc lạm dụng sản phẩm này quá nhiều sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cả nam và nữ. Và hôm nay, tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhất nam dương, sản phẩm mang được lại cho nam giới rất nhiều đánh giá cao, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương và giúp cho chuyện chăn gối trở nên tốt đẹp hơn. Nhất nam dương được kết hợp từ hàng chục loại thảo dược quý có trong đông y, có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, được bào chế theo công thức bí truyền xứ Mường, phù hợp với cơ địa của đàn ông Việt ở mọi lứa tuổi, hoàn toàn không gây tác dụng phụ khi sử dụng. Lý do nên chọn nhất nam dương để cải thiện khả năng sinh lý. Thứ nhất là nguồn gốc 100% thảo dược tự nhiên. Nhất nam dương là phương thuốc bí truyền của dòng họ Nguyễn hiện nay, được phát triển bởi lương y Trần Thị Lý. Đây là bài thuốc y học cổ truyền độc đáo, được nghiên cứu và điều chế lâu năm, tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc quân thần tá sứ. Tất cả thành phần trong bài thuốc đều có nguồn gốc 100% tự nhiên, không gây tác dụng phụ. Thứ hai là được Bộ Y tế cấp phép công nhận chất lượng và hiệu quả. Nhất nam dương được kết hợp từ những thảo dược quý cùng công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP với FHO, đồng thời được cấp phép bởi Bộ Y tế. Sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng để cải thiện sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.
Thứ ba chính là an toàn, thuận tiện. Sản phẩm được bào chế từ thảo dược quý 100% nguồn gốc tự nhiên, được nhà thuốc tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi tiến hành bào chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Để đảm bảo thuận tiện cho quá trình sử dụng của khách hàng, phụ khoa xứ Mường đã điều chế nhất nam dương dưới dạng viên nén, đóng hộp nhưng vẫn đảm bảo và mang lại được hiệu quả lâu dài như sản phẩm thuốc đông y. Tiếp theo chính là điều trị tận gốc, hiệu quả dài lâu. Không giống như nhiều sản phẩm, thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện khả năng sinh lý ở nam giới chỉ hướng tới vấn đề của khách hàng một cách tạm thời. Nhân nam dương tập trung điều trị tận gốc nguyên nhân gây yếu sinh lý, rối loạn cương dương ở cánh mày râu, từ đó giúp khách hàng cải thiện được khả năng tình dục trong thời gian dài, không bị phụ thuộc vào thuốc kể cả khi ngừng sử dụng sản phẩm. Vậy lợi ích thực sự khi sử dụng nhân nam dương là gì? Tăng nồng độ testosterone nội sinh trong máu chỉ sau vài ngày sử dụng, tăng cường chức năng sinh lý, tăng ham muốn tình dục, kéo dài thời gian quan hệ, phục hồi nguyên khí, khắc phục tình trạng mộc tinh, di tinh, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, làm chậm quá trình mãn dục, lãnh cảm ở nam giới, nhất là ở độ tuổi trung niên, tăng cường số lượng, chất lượng tinh trùng, ngăn chặn quá trình suy giảm lão hóa tinh hoàn ở nam giới. Vậy, cách sử dụng nhân nam dương để đạt được hiệu quả tốt nhất là như sau. Trước khi lâm trận 15 phút thì bạn nên sử dụng 1 đến 2 viên nhất nam dương. Sau khi uống thì nên nằm thư giãn một vài phút để quá trình trao đổi chất diễn ra tốt nhất. Có thể kết hợp với một số thực phẩm tăng cường sinh lý như là hàu, xá, trứng cút, sô-cô-la, dưa hấu để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhất Nam Dương qua hotline hoặc Zalo số 034 404 5117 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của mình, từ đó đưa ra phương pháp phù hợp nhất cho từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Hãy để lại bình luận nếu có những thắc mắc nào, chúng tôi sẽ giải đáp trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.